Khởi động từ năm 2016, đề án Thành phố thông minh Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầy tiềm năng giữa các doanh nghiệp trong nước và các tổ chức tập đoàn quốc tế. Khởi động từ năm 2016, đề án Thành phố thông minh Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầy tiềm năng giữa các doanh nghiệp trong nước và các tổ chức tập đoàn quốc tế. Khởi đầu cho những hợp tác mới ngay khi Bình Dương trở lại trạng thái bình thường mới là BKMET IDC và The Kinetic Place Catapult CBC của Anh Quốc ký kết hợp tác phát triển thành phố thông minh Bình Dương, vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương và khu công nghiệp khoa học công nghệ Bình Dương. Sự hợp tác này không chỉ góp phần xây dựng thành phố thông minh Bình Dương mà tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghệ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Vương quốc Anh có nhiều cơ hội tốt nghiên cứu tìm hiểu thị trường tiềm năng tại Việt Nam, làm gia tăng cơ hội hợp tác lâu dài tại Việt Nam và Bình Dương. Đây cũng là dịp cho chúng ta cùng nhau thắt chặt cái quan hệ đối tác của chúng ta ở ba lĩnh vực chính, đó là tăng tốc cái sự phát triển để thành phố thông minh và vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương, kết nối các doanh nghiệp FDI chất lượng đến Bình Dương và mở cửa các thị trường cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Anh. Chúng tôi kỳ vọng sẽ có thể tận dụng được chuyên môn của chúng tôi và vai trò của chúng tôi với tư cách là đại diện của chính phủ Anh tại Việt Nam để giúp cho cái công cuộc hợp tác này chúng ta đi đến thành công. Và bây giờ chúng ta phải sớm chuyển đổi cái việc ký kết biên bản này từ những cái cam kết trên giấy sang một sự hợp tác thực chất giữa tỉnh Bình Dương và Vương quốc Anh. Chúng tôi kỳ vọng sẽ đóng góp một phần trong cuộc hành trình này. Tiếp tục nâng cao hiệu quả các dự án hợp tác đầu tư nhằm khai thác cơ hội và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, góp phần vào tiến trình xây dựng thành phố thông minh Bình Dương. Dự kiến năm 2022, Liên doanh BKMS IDC và tập đoàn Tokyu sẽ khởi công xây dựng trung tâm thương mại lớn tại thành phố mới Bình Dương, trong đó có hệ thống siêu thị Aeon của Nhật Bản. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu đẩy nhanh các dự án trọng điểm của đề án như khu công nghiệp khoa học công nghệ, trung tâm thương mại thế giới WTC, mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoàn thiện đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu từng ngành để vận hành trung tâm điều hành thành phố thông minh hoàn thành trước tháng 6 năm 2022. Các cấp ngành địa phương trong tỉnh quyết tâm triển khai số hóa, thực hiện thủ tục hành chính số trước ngày 1 tháng 1 năm 2022. Trong giai đoạn tới thì chúng tôi tập trung nhiều hơn cho cái hệ sinh thái năng động sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ. Thì trong thời gian tới thì cái vùng đổi mới sáng tạo là cái vùng mà Bình Dương sẽ quan tâm để thực hiện. Trong cái vùng đổi mới sáng tạo này thực hiện cái mô hình 5 lớp, từ giao thông cho đến đô thị, cho đến ứng dụng công nghệ thông tin, cho đến logistics, cho đến thương mại điện tử. Trong cái điều kiện đại dịch này thì cũng là một cái cơ hội để cho chúng ta nhìn thích ứng với cái COVID này và ứng dụng công nghệ để làm cho tốt hơn trong cái việc phát triển thành phố thông minh. Tháng 7 năm 2021, vùng thông minh Bình Dương đã được diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới ICF công nhận trong top 7 cộng đồng có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu trên thế giới năm 2021. Thành quả bước đầu đạt được là động lực để Bình Dương quyết tâm phát triển đề án thành phố thông minh, tạo đòn bẩy khôi phục và phát triển sau đại dịch COVID-19.